Nga đánh thẳng vào lực lượng dự bị, hạ gục quân Ukraine tiến công ở Kursk. Ukraine rút quân gần Kupiansk ở Kharkov. Mỹ áp lệnh trừng phạt Moscow, con trai Bộ trưởng Quốc phòng Nga bị đưa vào danh sách đen. 16 bang Mỹ kiện chính quyền ông Biden vì nhân đạo với dân nhập cư lậu. Vòng đàm phán ngừng bắn ở Gaza sẽ tiếp tục vào ngày 25 tháng 8. Quan chức cấp cao Mỹ sắp thăm Trung Quốc. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế trên kênh YouTube Báo Giao thông. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu là những tin tức nóng về tình hình chiến sự tại Ukraine. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga ngày 23 tháng 8 tuyên bố các cuộc tấn công của Moscow tiếp tục đẩy lùi các đơn vị của lực lượng Kiev trong chiến dịch ở vùng Kursk. Quân đội Nga đã tấn công các cụm quân và thiết bị của Ukraine gần Apanasovka, Alexandrivka, Visnevka, Guyevo, Mikhailovka, Lyubimovka, Malaya Lokina, Pelekovo, Skanos và Yuzhny ở tỉnh Kursk. Các binh sĩ Nga cũng hạ gục một đơn vị thám báo của lực lượng vũ trang Ukraine gần Kamysevka ở vùng Kursk. Trong khi đó, các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc với sự hỗ trợ của không quân và hỏa lực pháo binh đã đẩy lùi các cuộc tấn công của các nhóm xung kích Ukraine theo hướng các khu định cư Bodoki và Malaya Lokina. Quân đội Nga cũng đã ngăn chặn các đợt xung phong theo hướng Komarovka, Korenevo, Martinovka và Ruskaya Konopenka. Ngoài ra, máy bay Nga đã tấn công các khu vực mà quân dự bị của Kiev đang tập trung binh lính và thiết bị quân sự gần Alexandrovka, Bachevsk, Bunyakino, Vorozhba, Glukov, Kamenka, Miropolie, Mogriza, Novaya Sloboda, Obodi, Pervomorskoye, Palovska, Svesa, Brendina, Buda và Tolstoy-Dubovo ở vùng Sumy giáp biên giới Nga. Thiếu tướng Apti Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị của lực lượng vũ trang Nga và chỉ huy đơn vị biệt kích đặc nhiệm Akhmat cho biết, quân đội Nga đã ngăn chặn các đơn vị của Ukraine kéo lực lượng về hướng Kursk. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày 23 tháng 8, lực lượng Kiev đã mất khoảng 400 quân nhân cùng 17 xe bọc thép trong chiến dịch Kursk. Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Oleshchuk hôm 23 tháng 8 đã công bố một đoạn video và cho biết máy bay chiến đấu Ukraine đã tấn công một cứ điểm của quân đội Nga ở tỉnh Kursk. Ông Mykola Oleshchuk viết trên Telegram, đây là hình ảnh cuộc tấn công bằng bom GBU-39 có độ chính xác cao của không quân Ukraine. Tư lệnh không quân Ukraine cho biết thêm rằng cuộc không kích đã phá hủy một trung tâm điều khiển máy bay không người lái, một đơn vị tác chiến điện tử, thiết bị, vũ khí của Nga. GBU-39 là một loại bom đường kính nhỏ. Theo ước tính của Mỹ, khi sử dụng bom GBU-39 từ máy bay chiến đấu, tỷ lệ thành công là 90%. Bom GBU-39 có trọng lượng 130 kg, chiều dài khoảng 1,8 m, đường kính 190 mm và tầm bay tối đa lên tới 110 km. Thiết kế cánh mở khi bay giúp bom tăng đáng kể phạm vi tấn công mục tiêu. Khi lao xuống mục tiêu từ độ cao lớn, bom có thể xuyên thủng các hầm trú ẩn bê tông nhờ đầu Wolfram. Độ chính xác của bom đạt được bằng cách sử dụng hệ thống điều khiển tích hợp với hệ thống quán tính và GPS. Hãng tin TASS mới đây dẫn lời chuyên gia quân sự Andrei Belousov cho biết, quân đội Ukraine đang rút bớt binh sĩ gần Kupiansk ở Kharkov sau khi bị phía Nga xuyên thủng tuyến phòng thủ. Quan chức Vitaly Ganchev do Nga bổ nhiệm tại vùng Kharkov cho hay, các binh sĩ nước này hiện kiểm soát khoảng 50 khu dân cư tại đây. Thị trấn Volchansk là tiền đồn của Ukraine trong khu vực, nơi quân đội Ukraine liên tục cố gắng tấn công các vị trí của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi đang tiến triển. Quân đội của chúng tôi tiến chậm nhưng đều đặn ở đó. Bình luận về tình hình ở các khu vực Lipsty và Volchansk thuộc Kharkov, ông Ganchev cho biết, lực lượng hai bên đang chiến đấu giành giật các cứ điểm. Quan chức Nga lưu ý, tôi xin nhắc lại rằng các đội hình vũ trang của Ukraine vẫn đang cố gắng phản công, ngay cả khi họ phải chịu tổn thất nặng nề và bị đẩy lùi. Bên cạnh đó, Kiev đã rút lực lượng dự bị lớn tại đó. Trang The Kiev Independent ngày 23 tháng 8 dẫn báo cáo của không quân Ukraine cho hay, lực lượng này bắn rơi 14 trong số 16 máy bay không người lái UAV của Nga trong vòng 24 giờ trước đó. Ngoài ra còn có 2 tên lửa đạn đạo Iskander bị đánh chặn nhưng chưa rõ chi tiết. Suốt đêm, không quân Ukraine cảnh báo về mối đe dọa của các cuộc tấn công bằng UAV ở nhiều khu vực trên khắp cả nước. Chưa có thông tin về thiệt hại hoặc thương vong nào được ghi nhận. Ấn phẩm Novosti Live của Ukraine trích lời nhà hoạt động chính trị và công chúng Ukraine Olesya Donia cho biết 37.000 trường hợp đào ngũ và trốn đơn vị trái phép đã được ghi nhận ở quốc gia này trong năm nay, gấp 4 lần so với năm 2022. Theo bà Donia, trong cả năm 2022 đã có 9.000 trường hợp đào ngũ và rời bỏ đơn vị trái phép. Trong năm 2023 có 21.000 trường hợp. Ấn phẩm dẫn lời bà Donia, giới quân sự cho rằng dữ liệu thực tế lớn gấp đôi, vì vậy chúng ta phải tăng cường sức mạnh cho quân đội. Tuy nhiên, cách tiếp cận trong việc huy động phải được điều chỉnh. Trước đó, ông Ruslan Grobenko, đại biểu của Verkhna Rada báo cáo rằng ở Ukraine hơn 80.000 vụ án hình sự đã được mở ra chống lại các quân nhân Ukraine vì tội bỏ đơn vị trái phép hoặc từ chối tham gia chiến trận. Trong khi lực lượng Ukraine tiếp tục thực hiện các cuộc không kích vào khu vực Kursk của Nga, thì quân đội nước này hàng ngày vẫn mất đi những tấc đất quý giá dọc theo mặt trận phía đông của đất nước. Các chỉ huy Ukraine cho biết sự mất mát nghiêm trọng này một phần đến từ những tân binh thiếu chuyên môn trong những đợt tuyển quân gần đây, cũng như sự vượt trội của Nga về đạn dược và sức mạnh không quân. Cụ thể, một số tân binh của Ukraine từ chối bắn vào kẻ thù, những tân binh khác chật vật để lắp ráp vũ khí và phối hợp tác chiến cơ bản, trong khi một số tân binh thậm chí còn rời bỏ vị trí chiến đấu của mình. Hãng tin AP dẫn lời một chỉ huy giấu tên của tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn 47, quân đội Ukraine thông tin, một số người không muốn bắn, họ định vị được kẻ thù trong tầm ngắm nhưng không nổ súng. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang mất đi những người lính của mình. Vì chỉ huy này khẳng định sẽ chẳng có kết quả gì nếu những binh sĩ này không sử dụng vũ khí. Những chỉ huy của quân đội Ukraine cho biết chính những tân binh này đã góp phần vào hàng loạt tổn thất của quân đội Ukraine, đồng thời tạo điều kiện để lực lượng Nga chiếm ưu thế trên chiến trường. Hôm 23 tháng 8, theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky và công bố một gói viện trợ quân sự mới. Theo Nhà Trắng, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Joe Biden đã tái khẳng định sự ủng hộ không lay chuyển của Mỹ dành cho Ukraine, công bố gói vũ khí mới trị giá 125 triệu đô la Mỹ, gồm tên lửa phòng không, thiết bị chống máy bay không người lái, tên lửa chống tăng và đạn dược. Tổng thống Ukraine khẳng định nước này đang rất cần số vũ khí trong gói hỗ trợ được Mỹ công bố, đặc biệt là các hệ thống phòng không. Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine để thảo luận về tình hình cuộc xung đột. Cũng trong ngày 23 tháng 8, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hơn 400 cá nhân, công ty ở Nga và trên toàn thế giới để thể hiện sự ủng hộ của Washington đối với Kiev trong cuộc xung đột với Moscow. Lệnh trừng phạt mở rộng đến các thực thể và cá nhân ở châu Á, châu Âu và Trung Đông. Trong số đó, 18 công ty có trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc bị cáo buộc có quan hệ với ngành công nghiệp quân sự của Nga. Ngoài ra còn có con trai của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov. Con trai của ông Belousov cùng vợ đã bị đưa vào danh sách đen, cũng như một công ty tư vấn của cặp đôi này. Thứ trưởng Bộ Tài chính Wally Adeyemo cho biết trong một tuyên bố, các công ty, tổ chức tài chính và chính phủ trên toàn thế giới cần đảm bảo họ không tham gia hỗ trợ chuỗi cung ứng công nghiệp quân sự của Nga. Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cảnh báo các tổ chức tài chính ở những quốc gia khác rằng hãy thận trọng với bất kỳ giao dịch nào với các chi nhánh hoặc công ty con ở nước ngoài của các tổ chức tài chính Nga, bao gồm cả những tổ chức chưa bị trừng phạt. Nga gọi các danh sách đen là bất hợp pháp và đáp trả bằng lệnh cấm đi lại đối với các quan chức, nhà hoạt động phương Tây. Theo đài Fox News ngày 23 tháng 8, 16 tiểu bang do Texas dẫn dắt đã nộp đơn kiện chính quyền Tổng thống Joe Biden vì một chương trình ân xá cho người nhập cư bất hợp pháp. Chương trình này được công bố vào tháng 6 vừa qua, áp dụng cho những người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ nhưng có chồng hoặc vợ là công dân Mỹ. Cụ thể, những người đã sống tại Mỹ được 10 năm tính đến tháng 6 năm 2024 và được đánh giá là không gây ra mối đe dọa đối với an toàn công cộng hoặc an ninh quốc gia có thể nộp đơn xin cấp thẻ xanh. Chính quyền ông Biden lập luận chương trình này là cần thiết bởi các gia đình kiểu trên luôn sống trong sợ hãi và đối mặt với sự không chắc chắn sâu sắc về tương lai của họ, bởi chồng hoặc vợ của họ có thể bị trục xuất bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Liên minh 16 tiểu bang cáo buộc ông Biden sẽ cho phép hơn 1,3 triệu người nhập cư bất hợp pháp được hưởng lợi. Các bang này cũng lập luận rằng chương trình vi phạm một luật đã được Quốc hội liên bang thông qua. Luật này cấm những người nhập cư bất hợp pháp nhận được các quyền lợi nhập cư, bao gồm cả tình trạng thường trú. Cũng theo các bang, việc ân xá phải được áp dụng trên cơ sở từng trường hợp cụ thể vì lý do nhân đạo cấp bách hoặc lợi ích công cộng đáng kể, thay vì diện rộng như chương trình của chính quyền ông Biden. Tổng trưởng lý Texas Ken Paxton cho biết trong một tuyên bố, dưới thời Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris, chính phủ liên bang đang tích cực nỗ lực biến Mỹ thành một quốc gia không biên giới và một quốc gia không có luật pháp. Tôi sẽ không để điều này xảy ra. Ước tính có khoảng 200.000 người ở Texas sẽ được cấp tư cách thường trú nhân nếu chương trình của ông Biden theo đúng kế hoạch. Các tiểu bang còn lại tham gia vụ kiện tập thể lần này là những bang có lãnh đạo là thành viên Đảng Cộng hòa. Liên quan đến tình hình xung đột ở Trung Đông, ngày 23 tháng 8, giao tranh dữ dội xuyên biên giới tiếp tục nổ ra giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban. Trong đó, các cuộc không kích của Israel vào Liban khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, đánh dấu một trong những ngày Hezbollah hứng chịu tổn thất nặng nề nhất kể từ đợt giao tranh bùng phát cách đây hơn 10 tháng. Theo truyền thông khu vực, trong số 10 người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel và phía nam Liban hôm 23 tháng 8, có 8 thành viên Hezbollah. Đây được coi là một trong những tổn thất nặng nề nhất với nhóm vũ trang Liban kể từ đầu đợt giao tranh xuyên biên giới với quân đội Israel hôm 8 tháng 10 năm 2023. Đáng chú ý, nhiều khu vực tại Liban cũng lần đầu tiên trở thành mục tiêu tấn công của không quân Israel sau hơn 10 tháng xung đột. Hezbollah đã đáp trả các cuộc không kích của Israel bằng nhiều đợt tập kích tên lửa dữ dội sang khu vực phía bắc Israel. Đợt tấn công mới nhất diễn ra vào tối 23 tháng 8 với khoảng 40 quả tên lửa được Hezbollah phóng đi từ miền nam Liban, hướng về phía khu vực Kiryat Mona. Theo lực lượng phòng vệ Israel, cuộc tấn công của Hezbollah không gây ra bất kỳ thương vong nào, nhưng khiến còi báo động vang lên tại hàng loạt khu dân cư dọc biên giới Liban. Tại các bình luận khác nhau trong đêm 23 tháng 8, một số nhà phân tích khu vực lo ngại Israel và Hezbollah sẽ tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công chống phá nhau, làm gia tăng nguy cơ bùng phát xung đột toàn diện bất kỳ lúc nào. Vòng đàm phán mở rộng về lệnh ngừng bắn ở dải Gaza dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 25 tháng 8. Thông tin trên được đưa ra sau khi người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby nhận định vòng đàm phán mới nhất về ngừng bắn ở Gaza vừa diễn ra tại Cairo, Ai Cập đã đạt tiến triển và mang tính xây dựng. Tuy nhiên, sự hiện diện của quân đội Israel tại biên giới Gaza, Ai Cập nổi lên như một điểm bế tắc chính. Theo ông Kirby, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA William Burns đã tham gia các cuộc đàm phán ở Cairo cùng với những người đứng đầu Cơ quan Tình báo và An ninh của Israel. Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Ai Cập và người đồng cấp Qatar cũng tham gia vòng đàm phán ở Cairo diễn ra vào ngày 22 tháng 8, trong khi đại diện của Hamas không có mặt. Washington đang thảo luận với các nhà trung gian hòa giải về các đề xuất mới để thu hẹp khoảng cách giữa Israel và Hamas, cũng như các cơ chế để thực hiện thỏa thuận. Các cuộc đàm phán ngày 25 tháng 8 sẽ là một bước quan trọng hướng tới một thỏa thuận và các bên có thể đạt được nếu Mỹ có thể gây sức ép với Thủ tướng Netanyahu. Ngày 23 tháng 8, quan chức cấp cao của Hamas, ông Hossam Badran cho rằng việc Thủ tướng Netanyahu kiên quyết yêu cầu quân đội Israel duy trì sự hiện diện tại dải đất dọc biên giới Gaza-Ai Cập, còn được gọi là hành lang Philadelphia, là sự từ chối đạt được thỏa thuận cuối cùng. Tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jack Sullivan sẽ thăm Trung Quốc trong tuần tới để gặp Ngoại trưởng Vương Nghị. Axios dẫn các nguồn tin cho biết ông Sullivan và ông Vương Nghị dự kiến sẽ trao đổi về khả năng gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối năm nay, tiếp nối hội nghị thượng đỉnh tại California vào tháng 11 năm ngoái. Chuyến thăm của ông Sullivan từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 8 diễn ra vào thời điểm Mỹ đang trong giai đoạn chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11, với cả hai ứng viên Kamala Harris của Đảng Dân Chủ và Donald Trump của Đảng Cộng Hòa đều có lập trường cứng rắn với Trung Quốc, đặc biệt trong vấn đề thuế quan. Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa trả lời đề nghị bình luận về thông tin này. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 4 người khác đã bị thương nặng trong vụ tấn công bằng dao xảy ra vào rạng sáng 24 tháng 8 theo giờ Việt Nam tại một lễ hội ở thành phố Solingen, miền Tây nước Đức. Cảnh sát ở thành phố Düsseldorf gần đó cho biết lực lượng chức năng đã mở một chiến dịch quy mô để truy tìm nghi phạm đang lẩn trốn, đồng thời cho biết thêm một khu vực rộng lớn đã được phong tỏa. Tờ Bild của Đức đưa tin kẻ tấn công đã dùng dao đâm người bừa bãi. Lễ hội là một phần trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 650 năm thành lập thành phố Solingen. Thị trưởng Solingen, Tim Oliver Kuzebek cho biết, người dân thành phố vô cùng bàng hoàng và đau buồn trước vụ việc. Ông gửi lời cảm ơn các lực lượng ứng phó khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, chia buồn với gia đình của các nạn nhân thiệt mạng, cũng như hy vọng những người bị thương sẽ sớm bình phục. Thủ hiến bang North Rhine-Westphalia, ông Hendrik West đã lên án hành động bạo lực tàn bạo nhằm vào cộng đồng, đồng thời khẳng định sự ủng hộ đối với người dân Solingen, đặc biệt là các nạn nhân và gia đình của họ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Báo Giao thông. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.